Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính cho các bạn mới bắt đầu. Rồi thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về một số cái thao tác cơ bản ở trên bàn phím nhé, tức là cách sử dụng bàn phím máy tính cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu. Đó, thì trong thời gian vừa qua thì cũng có một số bạn có hỏi đến kênh của mình về cái cách sử dụng một số cái phím bấm cơ bản ở trên bàn phím để các bạn sử dụng. Rồi thì video này cũng tương tự như các video trước, mình tiếp tục chia sẻ các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nhá để các bạn dễ theo dõi. Đó, thì ở đây mình có một cái bàn phím các bạn này, bàn phím máy tính nhá. Thì đối với bàn phím máy tính ấy, thì các bạn sử dụng tương tự như ở trên cả laptop và ở trên máy tính bàn. Đó, thì bạn nào đã sử dụng laptop được rồi thì các bạn chuyển sang máy tính bàn, bàn phím máy tính bàn thì các bạn cũng sử dụng được, bởi vì hai cái bàn phím này là sử dụng tương tự nhau ở các cái phím bấm về cả chức năng và hầu như là vị trí thì cũng gần giống nhau. Đó, và trong video này thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn chuyển các cái phím chữ số thành các cái phím ký tự nhé. Bởi vì là thời gian vừa qua thì có một số bạn có hỏi đến kênh của mình là cách chuyển cái phím chữ số này này thành các cái phím ký tự. Đây, thì các bạn nhìn thấy rằng là ở đây mình có một cái bàn phím của máy tính bàn nhé. Đó, nó có một cái phím dãy phím số là nằm từ thứ hai từ trên xuống. Hàng thứ nhất là các cái phím ESC này, phím F1 cho đến phím F12. Cái hàng thứ hai ở phía dưới ấy, có các phím 1 này, phím số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 cho đến số 9, số 0, phím trừ, phím cộng. Đấy, thì trong cái phím số này thì các bạn thấy rằng là nó có tích hợp các cái phím ký tự ở phía trên này này. Đó, ví dụ như là phím số 1 này này thì nó có tích hợp thêm cái phím giai thừa này. Đấy, phím số 2 thì có thêm cái phím A cộng ở phía trên. Đấy, hoặc là phím số 3 thì có thêm cái phím thăng. Đấy, như vậy thì các cái phím này thì nó sẽ sử dụng hai chức năng. Đấy, các bạn thấy rằng một cái phím mà có hai ký tự thì nó sẽ có hai chức năng. Đấy, mà có ba ký tự thì nó sẽ thường thường là có ba chức năng. Đấy, nhưng mà thông thường ở trên máy tính thì cứ một phím như vậy thì nó có tối đa là hai cái chức năng. Đấy, đầu tiên ví dụ như là phím số 1 này này, có cái phím giai thừa ở đây. Đấy, thì ngoài cái việc viết số 1 thì nó còn có thể là viết cái ký tự là giai thừa, đúng không? Đấy, hoặc là cái tức là dấu chấm than đấy, dấu chấm than các bạn nhé. Đấy, hoặc là phím số 2 thì ngoài cái việc là viết số 2 thì nó còn có thể là viết cái ký tự a cộng. Phím số 3 thì ngoài cái số 3 thì còn viết ký tự thăng. Đó, tức là nó sử dụng cùng lúc hai chức năng. Đấy, thì một số bạn vừa rồi là cũng có sử dụng bàn phím máy tính để viết một số cái ký tự đấy, nhưng mà có thể là chưa viết được. Đấy, cho nên là có chia sẻ đến kênh của mình nha. Rồi thì ở đây mình sẽ lấy cái bàn phím ảo lên này để các bạn dễ hình dung nhé. Rồi bàn phím ảo đến Windows 10 các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ lấy cái gột lên nhé để mình viết cho nó dễ. Rồi tăng cái kích thước của gột lên chút. Đây. Rồi. Đấy, bàn phím ảo thì các bạn sử dụng nó cũng giống như bàn phím thật vậy thôi ha. Không có gì khác cả, chức năng của các bàn phím thì đều sử dụng đều giống nhau. Đó, phím số đấy các bạn này. Đấy, phím chấm than này. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào số 1 nha. Đấy thì chúng ta ra số 1, nhưng mà nó không ra cái dấu chấm than này đến này. Đấy thì để viết cái dấu chấm than này thì chúng ta sẽ bấm cùng với phím shift. Đấy, rất là đơn giản thôi. Các bạn dùng hai ngón tay nha, một ngón bấm vào phím shift này, ngón còn lại bấm vào phím số 1. Đấy, chúng ta viết được dấu chấm than. Shift số 1. Rồi như vậy là các bạn muốn viết cái ký tự ở phía trên bên trái này này, phía trên ở góc bên trái của các cái phím số thì các bạn bấm cùng với phím shift. Còn bình thường các bạn bấm phím số 0 thì nó chỉ ra chữ số thôi. Rồi mình lấy ví dụ chẳng hạn như phím số 2 này nhé. Số 2 bấm vào số 2 này, nó chỉ ra số 2 thôi. Đó, bây giờ muốn viết cái chữ A cộng ở trên cái đỉnh số 2 này này. Đây, ở góc trên cùng bên trái đây thì chúng ta bấm với phím shift. Đó, shift. Phím số 2 thì ra A cộng. Shift số 2. Rồi bây giờ phím số 3 này, bấm vào số 3 thì ra số 3. Đấy. Còn nếu các bạn bấm cùng với phím shift, shift 3 ra cái dấu thăng. Đấy. Rồi cái phím USD. Đấy, USD thì nếu các bạn bấm vào số 4 ha, thì ta ra số 4. Bây giờ chúng ta bấm tổ hợp phím là shift số 4 thì ra cái dấu USD shift 4. Phím số 5 là phím phần trăm, số 5 này. Rồi shift phím số 5 thì nó ra 6%. Đấy, khá là dễ các bạn nhé. Đấy, cách viết rất là dễ luôn. Rồi cái phím số 7 này thì cái dấu chữ V ở trên này, 6 này, đó. Rồi shift số 7 là cái chữ V này. Và cái phím mà chỗ sau này các bạn này là cái phím mà chúng ta hay sử dụng ở trong Excel nhé, cái phím số 8 này này. Đấy, các bạn bấm vào ra số 8 này. Đấy, nhưng mà chúng ta bấm vào cái phím shift số 8 thì nó ra cái phím chỗ sau.
Cái phím này chúng ta hay sử dụng ở trong Excel để chúng ta viết dung nhân nhé. Ở trên Word thì chúng ta viết dung nhân bằng cách là chúng ta nhấn vào cái chữ X này, này thì có thể là viết dung nhân được hoặc là dấu chấm. Nhưng mà trên Excel thì người ta không viết dung nhân mà lại viết thay dung nhân bằng cái dấu sao này. Cho nên bạn nào mà sử dụng Excel thì chúng ta hay bấm cái dấu sao này nhá, đó là bấm vào phím Shift và phím số 8. Rồi mở ngoặc này. Phím số 9 là phím mở ngoặc. Ở đây mình Enter để xuống dòng nhá. Ví dụ như các bạn bấm vào đây này thì nó chỉ ra số 9 thôi, nhưng mà các bạn bấm phím Shift và phím số 9 thì nó sẽ ra cái dấu mở ngoặc. Đó, phím số 0 này. Đó thì ra số 0. Nhưng mà bây giờ chúng ta bấm đóng ngoặc thì các bạn bấm Shift phím số 0. Đấy. Như vậy là các bạn mà muốn viết dấu mở ngoặc thì chúng ta sẽ bấm vào phím Shift và phím số 9 nha. Còn mà muốn đóng ngoặc thì chúng ta bấm phím Shift và phím số 0. Đó, rất là dễ. Rồi, ở đây thì có một số cái phím này các bạn này, chia sẻ luôn các bạn nha. Rồi, dấu chấm phẩy các bạn này, cái phím dấu chấm phẩy đằng sau phím chữ L nha. Thì cái phím này ngoài cái việc viết dấu chấm phẩy ra thì các bạn còn viết dấu hai chấm ở trên này này, ở góc trên cùng bên trái nha. Đấy, mình bấm vào đây này, thì ra dấu chấm phẩy. Bây giờ muốn viết dấu hai chấm thì các bạn bấm phím Shift và phím dấu chấm phẩy này, đó thì nó ra dấu hai chấm. Đấy, hoặc là cái dấu ngoặc kép ở đây này. Cái dấu này ấy, thì các bạn bấm vào đây thì nó ra cái dấu phẩy nhá. Đó, như thế này. Đấy, bây giờ muốn viết cái dấu ngoặc kép ở đây, mình bấm vào đây Shift. Đó, dấu ngoặc kép này. Rồi, bấm thêm lần nữa này. Đó, như vậy các bạn muốn viết cả cái dấu ở phía trên ấy, ngoặc kép mở ngoặc kép hoặc là đóng ngoặc kép thì chúng ta bấm vào cái phím này nhá. Rồi, phím dấu hỏi các bạn này. Đấy, tiếp theo là phím dấu hỏi nhá. Dấu hỏi thì các bạn bấm vào đây thì nó sẽ ra cái dấu gạch chéo này. Đó, chúng ta thường hay sử dụng khi mà chúng ta viết ngày tháng năm sinh ấy, thì ta có cái dấu gạch chéo này. Nhưng bây giờ các bạn muốn viết cái dấu hỏi này thì các bạn sẽ bấm cùng với phím Shift giống như phía trên này nhá. Shift bấm vào đây. Đó thì nó sẽ ra dấu hỏi. Đấy, vừa rồi là cũng có một vài bạn có hỏi đến kênh của mình về cái cách viết dấu hỏi ở trên máy tính đó. Đó, chúng ta bấm phím Shift và phím dấu gạch chéo này. Rồi thì ở đây mình sẽ lấy thêm cái ví dụ nhá. Này, ví dụ cho các bạn này. Để mình xóa cái này đi nha, bôi đen vào, nhấn vào phím Delete. Rồi, cho cái phông chữ nó lớn lên một chút. Rồi, mình sẽ lấy một số cái ví dụ bằng tiếng Việt nha. Đây, ví dụ như là mình ghi là 50%. Đấy, 50% thì chúng ta sẽ bấm như thế nào. 50 thì các bạn sẽ bấm là số 5 này, số 0 này. Đó, phần trăm thì các bạn thấy rằng là có phần trăm ở cái phím số 5 này này, góc cái cùng bên trái đây. Thì chúng ta sẽ bấm Shift phím số 5 để lấy cái số phần trăm, ký hiệu phần trăm này ra. Đấy. Rồi, hoặc là các bạn ghi là 100 USD chẳng hạn, đấy, hoặc là 200 USD, đó, thì chúng ta ghi như thế nào? Thì mình ghi là ví dụ như là 100 USD 1 này, 00. Rồi Shift phím số 4, bởi vì phím số 4 này có cái phím dấu USD đây. Đấy. Rồi, tiếp theo, ví dụ như là mở ngoặc này, Shift đó, mở ngoặc. Đó, các bạn ghi vào đây một cái ví dụ bất kỳ nào đó, ví dụ như là chúng ta chú thích là 1.000 chẳng hạn, đấy 1.000 chú thích. Thường thường là cái mở ngoặc đóng ngoặc là chúng ta thường chú thích trên cái văn bản đấy. Rồi, đóng ngoặc lại thì nó ship đóng ngoặc. Đấy, khá là dễ như vậy các bạn nhé. Rồi, hoặc ở đây các bạn này, đây có cái dấu bằng này nhá, đây có dấu bằng này. Đấy, thì ngoài này, ngoài cái phím dấu bằng này á, thì chúng ta còn có phím viết dấu cộng ở đây này. Đấy, thì chúng ta sẽ ghi là bây giờ mình ghi một cái phép toán nhé. Đấy, mình xuống Enter đi, xuống dưới đi. Ví dụ như là 5 đi. Rồi chúng ta cách ra trừ này. Trừ là cái phím này, phím trừ này. Phím sau phím số 0 này là phím trừ. Đó, cách. Và số 4, 5 trừ 4, cách bằng. Bằng này. Đó, bằng ra nhá, bằng ở đây. Rồi chúng ta cách ra bằng 1. Rồi, nhưng mà cái dấu cộng này các bạn này, đây có cái dấu cộng đúng không? Bây giờ muốn viết dấu cộng thì viết như thế nào? Đấy, ở đây mình sang bên này mình ghi phép toán khác đây, ví dụ như là 2 cộng đây, chúng ta cách ra. Nó phải cách ra, khi viết xong một ký tự chúng ta cách ra nhá. Cộng thì các bạn bấm phím Shift này, phím dấu bằng này. Đó, thì chúng ta mới viết được dấu cộng được. Còn bình thường các bạn bấm vào đây ấy, thì nó chỉ ra dấu bằng thôi. Vậy là muốn viết dấu cộng ở góc bên cùng bên trái này, các bạn bấm với phím Shift giống như là các ký tự lúc nãy nhá. Này mình xóa đi. Đó, ví dụ như là 2 cộng 5 đi. Đó, chúng ta cách ra bằng cách 7. Đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta viết cái phép toán ở trên Word nhé. Đấy, cũng như là các ký tự mà các bạn thường gặp. Như vậy là các bạn muốn viết thêm cái ký tự ở phía góc trên cùng bên trái của cái phím đó thì các bạn sẽ nhấn cùng với phím Shift này này. Thường thường là nhấn phím Shift là chúng ta sẽ viết được hầu hết các cái phím bấm ở trên bàn phím này. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng bàn phím của máy tính thành công, cũng như là sử dụng máy tính thành công để các bạn phục vụ công việc nhé.
Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ để các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.